với kênh Học Tiếng Trung Giao Tiếp của Nghiêm Thùy Trang. Ngày hôm nay thì Trang sẽ chia sẻ với các bạn một chủ đề giao tiếp vô cùng thông dụng, đó chính là hỏi một ai đó từ đâu đến. Nhưng trước khi bắt đầu vào bài học mới thì Trang mong muốn rằng các bạn hãy chuẩn bị một số thứ sau đây. Thứ nhất, đó là một tinh thần, một năng lượng học tập tốt. Thứ hai, đó là các bạn hãy chuẩn bị sẵn giấy và bút để bất cứ lúc nào các bạn cũng có thể ghi ra những từ vựng mới, những cấu trúc mới, những bài học mới. Và thứ ba, vô cùng quan trọng, đó chính là các bạn hãy phát âm ra thành tiếng tất cả những gì mà Trang chia sẻ, những gì mà Trang yêu cầu. Bởi vì việc mà chúng ta đọc thầm trong não và việc mà chúng ta phát âm ra thành tiếng nó sẽ đem lại kết quả hoàn toàn khác nhau. Đây chính là một trong những bí quyết để học ngoại ngữ cũng như là học tiếng Trung thật tốt, được chưa ạ? Đó chính là gì nhỉ? Là đọc to, là phát âm ra thành tiếng. Và cuối cùng, đừng quên chuẩn bị sẵn một cốc nước nhé, để bảo vệ cổ họng của các bạn. Nếu như bây giờ tất cả các bạn đã sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ lập tức bắt tay vào bài học mới thôi nào. Để hỏi một ai đó từ đâu đến thì Trang ngày hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn hai cách. Mấy cách ạ? Chính xác, hai cách. Cách thứ nhất đó chính là hỏi họ đến từ quốc gia nào, họ là người nước nào, đúng không ạ? Thì với cái tình huống này, với tình huống là chúng ta muốn hỏi một người bạn của chúng ta là họ đến từ đâu, họ đến từ quốc gia nào, họ là người nước nào, thì chúng ta có thể hỏi như sau ạ. 你是哪国人? Ok, chúng ta cùng lặp lại nhé. 你是哪国人? Chính xác. À, các bạn nhìn này, trong câu này 你是哪国人? Thì 你 có nghĩa là bạn, được chưa ạ? 是 có nghĩa là 哪国? 哪国 có nghĩa là nước nào. 人 Hán Việt là nhân, có nghĩa là người. Vậy 你是哪国人? Có nghĩa bạn là người nước nào. Ok, chúng mình cùng nhau đọc lại nha. 你是 哪国人? Chính xác, đọc nhanh hơn nào. 你是哪国人? Ok, đó là bạn là người nước nào. Để trả lời cho câu hỏi này thì rất là đơn giản thôi, chúng ta có thể trả lời như sau. Người ta hỏi là 你是哪国人? Thì chúng ta sẽ trả lời là 我是, được chưa? 我 là gì ạ? 我 là tôi, đúng rồi. Vậy 我是 có nghĩa là tôi là .人 我是...人 À, cái .... ở đây là để chúng ta điền quốc gia của mình vào, được chưa ạ? Ví dụ chúng ta là người gì nhỉ? Chúng ta là người Việt Nam, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ nói là 我是越南人, được chưa? À, chúng ta sẽ đặt quốc gia trước cái từ .人 nhé, để chỉ là chúng ta là người của cái quốc gia đấy, được chưa ạ? À, câu đầu tiên nào? À, cái cách thức đầu tiên chúng ta hỏi nhá, đó là bạn là người nước nào? Thì chúng ta sẽ hỏi là 你是哪国人? Rồi, để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ trả lời là 我是越南人. À, tôi là người Việt Nam, được chưa ạ? À, nhưng ngoài từ Việt Nam ra, ngoài từ Duy Nán có nghĩa là Việt Nam ra, thì chúng ta còn rất là nhiều quốc gia khác nữa có thể thay thế vào đây. À, các bạn có thể nhìn nhá, ví dụ như là Trung Quốc. Lặp lại nào, đừng quên phát âm ra thành tiếng nhá, các bạn phải nghe thấy âm thanh của mình đấy. Trung Quốc có nghĩa là Trung Quốc, chính xác. Tiếp theo nào, Hàn Quốc. Hàn Quốc có nghĩa là Hàn Quốc, đúng rồi. Tiếp theo nhá, Nhật Bản. Nhật Bản có nghĩa là Nhật Bản, chính xác. Tiếp theo nào, Mỹ Quốc. Mỹ Quốc, Mỹ Quốc có nghĩa là nước Mỹ, chính xác. Vậy thì nếu mà ghép từng cái quốc gia khác nhau thay thế cho duyên nán thì chúng ta sẽ được những mẫu câu như sau. À, khi người ta hỏi là 你是哪国人? Thì chúng ta sẽ trả lời, nếu là người Việt Nam thì sẽ là 我是越南人. Tiếp theo, thay Trung Quốc vào nào, 我是中国人. Tiếp theo, 我是韩国人. Nếu là người Hàn Quốc, đúng không ạ? À, tiếp theo nào, 我是日本人. Nếu là người Nhật Bản, đúng rồi. Vậy nếu là người Mỹ thì chúng ta sẽ nói là, ok, đúng rồi, 我是美国人, được chưa ạ? Đó, và đây là một cái cấu trúc câu vô cùng cơ bản để có thể hỏi một ai đó là người của quốc gia nào. Và tương tự như vậy, chúng ta lần lượt thay Duy Nán, Trung Quốc, Hàn Quốc, Rư Bệnh, Mỹ Quốc. À, thì chúng ta sẽ có được các quốc gia khác nhau. Và cứ tương tự như vậy, chúng ta bổ sung cái vốn từ vựng của mình vào, và chúng ta sẽ có những cái mẫu câu như ý. À, đây là cái mẫu câu như Trang vừa chia sẻ lúc nãy, là mẫu câu hỏi gì nhỉ? Hỏi một ai đó là người của quốc gia nào, đúng không ạ?
Và đương nhiên với một câu hỏi như thế này thì cái phạm vi câu trả lời của nó sẽ chỉ gói gọn trong phạm vi quốc gia được thôi. À nhưng mà bây giờ chúng ta muốn hỏi kỹ hơn, sâu hơn, cụ thể hơn. À, đó là bạn đến từ thành phố nào, từ huyện nào, tỉnh nào, từ nơi nào chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến mẫu câu thứ hai để hỏi một ai đó từ đâu đến nhá. À câu thứ hai chúng ta có thể hỏi là Nǐ lái zì nǎ lǐ. Ok, chúng mình cùng lặp lại nào. Nǐ lái zì, lái zì, chữ Z nhá. Z thì chúng ta sẽ để thẳng lưỡi. À lái zì, rồi không cong lưỡi và cũng không bật hơi nhá. Đọc lại nào. Nǐ lái zì nǎ lǐ. À trong câu này nǐ vẫn là bạn, là chỉ đối phương đúng không ạ? Lái zì, lái zì có nghĩa là đến từ, chính xác. Nǎ lǐ, nǎ lǐ là đâu. Vậy cả câu nǐ lái zì nǎ lǐ có nghĩa là bạn đến từ đâu, được chưa? Tất cả chúng ta cùng nhau đọc lại nào. Và nhớ nha, các bạn có đang phát âm ra thành tiếng nữa không đấy ạ? Nhớ nhá, phải đọc thành tiếng, các bạn phải nghe thấy âm thanh của mình thì nó mới hiệu quả được. Nào, chúng mình cùng đọc lại nhá. Nǐ lái zì nǎ lǐ, bạn đến từ đâu? À với câu hỏi như thế này, bạn đến từ đâu? Thì ở câu trả lời của chúng ta phạm vi rất là rộng đúng không ạ? Chúng ta có thể nói tôi đến từ quốc gia này, đến từ thành phố này, tỉnh này, huyện này, thậm chí là tôi đến từ trái đất, tôi đến từ hành tinh này đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy bây giờ nếu muốn nói là tôi đến từ Hà Nội thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Các bạn nhìn lại câu hỏi này, các bạn nhớ nhá, thường thì ngôn ngữ nào cũng như vậy thôi, trong câu hỏi sẽ luôn bao gồm cả câu trả lời, nó đã bao hàm sẵn rồi, các bạn chỉ cần tinh ý một chút thôi là chúng ta sẽ biết cách trả lời. À câu hỏi là Nǐ lái zì nǎ lǐ, bạn đến từ đâu đúng không ạ? Vậy thì câu trả lời sẽ là 我来自, được chưa? 来自 có nghĩa là gì nhỉ? Là đến từ, chính xác. Vậy thì 我来自 có nghĩa là tôi đến từ chấm chấm chấm. Và chúng ta lại đem cái địa danh mà chúng ta muốn nói đặt vào cái chấm 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 đấy, được chưa? Ví dụ như tôi đến từ Hà Nội sẽ là 我来自 河内. Lại nào, 我来自 河内. À, 河内 có nghĩa là Hà Nội, nhớ nhá. À, vậy bây giờ nếu muốn nói là tôi đến từ Bắc Kinh đi thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? 我来自北京. Lại nào, nhớ nhá, đừng, các bạn phải lắng nghe được âm thanh của mình chứ đừng đọc thầm trong não nhá. Đọc lại nào. 我来自北京. Beijing có nghĩa là Bắc Kinh, được chưa ạ? Tiếp theo bây giờ tôi muốn đến từ Seoul đi thì tôi sẽ nói là 我来自首尔, được chưa? Bây giờ ví dụ mình muốn đến từ Hải Dương đi, tôi đến từ Hải Dương. 我来自海洋. 我来自海洋. À, tương tự như vậy chúng ta cứ lần lượt thay các tỉnh thành vào hơn 60 tỉnh thành của Việt Nam. Thì trên fanpage tiếng Trung giao tiếp Nghiêm Thùy Trang đã có tổng hợp đầy đủ cách gọi tên của hơn 60 tỉnh thành của đất nước Việt Nam chúng ta. Và các bạn có thể truy cập vào vào Facebook và tìm và search fanpage tiếng Trung giao tiếp Nghiêm Thùy Trang vào phần album ảnh và các bạn sẽ tìm thấy một album có tên là tên gọi các tỉnh thành của Việt Nam. À bây giờ ví dụ nhá, chúng ta làm thêm một vài ví dụ nữa để cho các bạn dễ hình dung nào. Tôi đến từ Thái Bình đi. 我来自太平. Đúng rồi, tôi đến từ Bắc Giang nhá. 我来自北疆. À đúng rồi. À bây giờ tôi muốn đến từ đâu nữa nhỉ? Ví dụ tôi muốn đến từ Hải Phòng nhá. À tôi đến từ Hải Phòng đi. 我来自 Hải Phòng. Đó, các bạn thấy không ạ? Vô cùng đơn giản. Cấu trúc câu của nó, câu hỏi là Nǐ lái zì nǎ lǐ? Và câu trả lời là 我来自. Chúng ta muốn trả lời là đến từ đâu thì chúng ta lần lượt cứ thêm cái từ vựng chỉ địa danh đó vào cái đằng sau chỗ chấm 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 này thôi, được chưa? Vậy là vừa xong chúng ta đã làm quen với hai mẫu câu để hỏi một ai đó từ đâu đến. Mẫu câu thứ nhất chủ yếu sẽ dùng để hỏi quốc gia của người được hỏi là 你是哪国人? Bạn là người nước nào? Với câu này chúng ta sẽ trả lời là 我是 chấm 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 rấn, và chúng ta sẽ đặt cái quốc gia mà chúng ta muốn nói vào phần chấm chấm. Ví dụ như 我是越南人, 我是中国人, đúng không ạ? À với mẫu câu thứ hai 你来自哪里 thì chúng ta có thể hỏi được phạm vi rộng hơn, sâu hơn, cụ thể hơn là không chỉ ở quốc gia mà còn ở thành phố nào, tỉnh thành nào, tỉnh lỵ nào, huyện xã nào nữa, đúng không ạ? À vậy thì chúng ta sẽ hỏi là 你来自哪里, và với câu hỏi này thì chúng ta sẽ trả lời là 我来自
chấm 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 và muốn nói về địa danh nào, về thành phố nào, về tỉnh huyện nào thì chúng ta sẽ đặt cái tên gọi đó, cái địa danh đó vào phần chấm chấm chấm. Ví dụ như 我来自河内啊，你来自海防，他来自海洋，đúng không ạ? Rất là nhiều những tỉnh thành khác đang chờ các bạn khám phá, đang chờ các bạn bổ sung vốn từ vựng cho mình. Và nếu như các bạn thấy bài học ngày hôm nay ý nghĩa thì đừng quên ấn subscribe kênh Học Tiếng Trung Giao Tiếp cùng Nghiêm Thùy Trang để có thể theo dõi và cập nhật nhiều clip mới hơn nữa nhé. Ok, bây giờ thì đã đến giờ chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn. Cảm ơn sự lắng nghe tương tác của các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Zaijian!